Thông thường mọi người, mấy bạn bè mình hay mẹ em hỏi, ủa mình làm gì, làm hoài làm mãi không hết việc. Đúng thật sự các bạn, khi các bạn không làm gì thì thôi, khi các bạn dấn thân vào làm một cái là làm mãi, làm hoài không hết cái việc gì hết. Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của mình. Thì trong vườn mình mọi người rất là nhiều lan kiếm, và mình cũng đang là sửa lại vườn và tách dần những chậu lan nào mà nó đã mục giá thể nè, nó hư giá thể nè, và nó đã không đủ phát triển nữa, và thêm một cái là mà thiết kế là cái vườn nữa. Và cách tách lan kiếm của mình như thế nào thì mình mọi người xem với mình hết clip này nha, bảo đảm các bạn dễ ợt à, không có gì gọi là khó khăn hết trơn á. Những cái lan này mình tách cho mọi người, mình tách từng thân ra mình trồng lại, giống như còn nhân giống đó mọi người. Đây rất là nhiều, những cái già thì nó sẽ bị rụng lá dục vẽ lên cái con. Đây, rất là nhiều cái lan mình tách ra rồi mình trồng lại rất là nhiều. Và sau cái vườn của mình kìa, đó đó chưa, cái vườn sau hè đó, vườn cũ đó mình chưa sửa hết nữa. Những chậu nào mình ưu tiên tách đây, để chọn như này, chậu này là nó cỏ lên hết trơn rồi nè, cỏ lên rồi nè, rồi nó không còn đủ phát triển nữa nè, mình thấy không, hay hoặc là mình sai chậu cho nó, chậu này cũng vậy, chậu này cũng vậy, rất là nhiều chậu mình phải muốn tách. Như cái chậu này đi, gần đâu 50 thân, không thách đó thì cũng được, nhưng mà nó không có đẻ nữa, nó chỉ đẻ một hướng, nó đẻ hướng ở ngoài thôi, bên trong cái những cái cây bên trong nó sẽ không đẻ. Nếu luyện tác phẩm thì ok, nhưng cái cây của nó sẽ to dần và cái hoa của nó sẽ dày 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 dày. Còn tách ra thì chúng ta phải đợi thời gian nữa, nó cây nó lớn lên, cây nó lớn rồi bắt đầu nó mới thành bụi như này, bấm thành tác phẩm. À, ví dụ các bạn muốn mục đích các bạn là ra nhiều cây, ra nhiều giống thì các bạn cứ việc tách ra như vậy, nó tách ra như vậy và trồng thành từng chậu cây. Cái dụng cụ đầu tiên phải và thiết yếu khi chúng ta tách lan kiếm, lan kiếm nha, đặc biệt lan kiếm là con da thiệt là sắc, thiệt là bén. Thứ hai là phải chạy cồn 70 độ, cồn 70 độ là sát khuẩn con dao. Nếu các bạn không sát khuẩn con dao á, thì khi mà dao dơ, dao nó có virus thì cái tách lan kiếm ta nó sẽ bị sần, bị sần và giá trị nó sẽ giảm rất rất là nhiều. Tiếp theo là kéo, và cái đặc biệt của mình đó chính là vôi, vôi bột mọi người, vôi bột để sát khuẩn. Thì lúc trước có rất là nhiều người mà chỉ trên YouTube là cách tách lan như thế nào, rất là nhiều người chỉ. Thì mỗi người cách làm khác nhau. Người có người chỉ với mọi người là dùng keo liền xẹo chi xèo á, rất là lan nó đắt, lan kiếm nó đắt lắm. Thì các bạn nó sẽ dùng keo liền xẹo để bóp, để bôi vào. Nhưng mà cái vườn mình hiện tại mọi người tính ra có 1.000 lan kiếm, 1.000 thân lan kiếm đặc biệt, 1.000 thân. Bây giờ dùng cái liền xẹo chi xèo thì cái chi phí sẽ đội lên rất là cao. Nên mình đã vận dụng mà tối ưu cái vườn của mình đó chính là dùng vôi bột để sát khuẩn. Thì đầu tiên các bạn muốn tách ra thì không phải, mình tách là tách trời luôn nha mọi người, không có tách âm, cái này không có tách âm. Mình sẽ lấy lên, mình sẽ cắt nó ra. Lưu ý các dụng cụ chúng ta tách giết là phải xử lý bằng cồn nha, để nó bị sần á. Nè, đây này, đi, mình sẽ sát khuẩn vào cái cây dao này. Ở giữa những nối thân á, nó sẽ có những cái mối nối, gì nè, những cái thân sẽ có mối nối. Và chúng ta sẽ sắn thật mạnh dưới đó một cái để tách rời ra. Đây như này, đây như đây nè, nhìn cái bít cắt nó rất là ngọt nha, nó rất là ngọt. Cái dao chúng ta phải bén, nếu cái dao chúng ta không bén nó sẽ sần sùi và nó sẽ bị tét vết thương, nhòe vết thương. Chưa đâu, giúp anh nè, chúng ta dùng kéo, kéo nó phải diệt khuẩn nha mọi người, cắt bỏ rễ này hết. Đây sạch sẽ gọn gàng. Và đứa bước quan trọng tiếp theo nè, cái vôi nè mọi người thấy không, nhắn cái vết cắt nè thẳng xuống vôi đó,
Rồi. Ta lưu ý những cái rễ nó non non thế này nè, mọi người nên giữ lại nha, dễ già thì mới cắt thôi, để non giữ lại. Tiếp tục. Lá già nè, nó cắt bỏ đi, cái lá khô nè, bỏ hết đi. Đó, cắt bỏ hết. Để khi mà chúng ta trồng á, nó khỏi mất công cắt lại. Bây giờ cái dao cái chéo nó diệt khuẩn sẵn rồi, chúng ta cứ cái việc cắt thôi. Thế là xong. Khoảng đâu là 3 ngày hay gọi là 1 tuần thì mình sẽ trồng nó. Đặc biệt là các bạn không được trồng liền nha, không được trồng liền, tại vì chúng ta mới cắt, chúng ta không thể nào mà trồng những vết thương nè, chúng ta cầm nắm như này nè mọi người, nó sẽ bị tét vết thương trên này, trên lá, và chúng ta cắt thế này á, thì cái vết thương nó đã bị tổn thương rồi, chúng ta nó chưa có khô kịp á, chúng ta nông nước cho nữa, thì tất nhiên cái lan nó sẽ bị thối rất là cao, không chỉ riêng vì lan kiếm đâu, lan gì cũng vậy, chúng ta tách, chúng ta phải để thời gian, hay hoặc là các bạn cứ, nếu mà các bạn sử dụng keo liền sẹo á, thì cứ để là 5 tiếng, rồi, sorry, khoảng chừng là 30 hay là 1 tiếng thì các bạn cứ trồng là bình thường, không sao hết. Nhưng do cái điều kiện của mình thì mình để như này, khoảng 3 ngày, 7 ngày mình trồng lại. Lan kiếm nó khỏe nó không sao chứ, các bạn yên tâm nha. Mình tách cho bạn xem thôi, chứ bây giờ mình ngồi làm hết cái vườn này chứ có chịu luôn á. Các bạn mà có ít lan thì các bạn ấy gì xong, nhưng mà mình kiếm dụng mình quá nhiều mọi người, mình phải ghi lên cái lá. Để chi không? Để cho nó quên tên. Có nhiều cây mình quên gì á, nó có đâu biết là cái lan gì đâu, sau này bán người ta, bán người ta mọi người, nó bảo hành rất là mệt, và mình tìm người ta mặt hoa nó rất là lu bu, nên là sẽ ghi lên lá. Ví dụ như cây này đi, tên là Thịnh Phương Kiếm này. Nói chung là những cái lan kiếm này nó đắt lắm, đắt lắm mọi người. Thịnh Phương Kiếm nè, và mình đã ghi lên đây những cái thân cái này nè, là mình quên ghi nè mọi người, nói mặt hoa đó mà mình quên ghi, mình nghi ngờ đó là kiếm thái số 3, nhưng mà thôi để chấm hỏi đi, khi nào ra hoa đó là mình xác định, mình ghi lại. Khi tách ra như này nè, thì những cái thân này nè, thân này đi, thì tất nhiên là 70% là nó sẽ ra hoa. Ra hoa thì chúng ta biết test hoa được rồi. Đây, 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 nó. Rồi, thế là xong đó mọi người. Thì đó là những cái thức cá nhân, kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế của mình trong quá trình mình làm vườn từ trước đến nay. Thì nếu mình có thiếu sót gì, các bạn vui lòng bỏ qua và đóng góp cho phần bình luận giúp mình với nha. Còn nếu mà các bạn chưa biết thì hãy xem đây cách tham khảo mình có thể vận dụng vào cái vườn của mình. Và bây giờ mình sẽ kết thúc cái video mình tại đây. Chúc tất cả các bạn có buổi xem video thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc. Nếu kiến thức thấy hay thì các bạn hãy share, like và đăng ký kênh giúp mình với nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.